cảnh báo nước sông Hồng dâng cao hơn cả mức lũ lịch sử năm 1968 gần 1 mét. Nhiều phương tiện bị cấm đi qua cầu Trương Dương, Hà Nội. Sau khi cơn bão Yagi rút đi, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ vẫn đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nước sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình và sông Hồng đều đang dâng cao. Cơ quan khí tượng dự báo trong đêm nay, lũ trên sông Hồng đoạn qua tỉnh Lào Cai và Yên Bái sẽ vượt mức lũ lịch sử năm 1968 và 2008. Nước sông Hồng đang lên rất cao cùng với mưa lũ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có cảnh báo ngập lụt Hà Nội vào sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024. Theo đó, nhiều tuyến phố nội thành có nguy cơ ngập với độ sâu phổ biến từ 10 đến 20cm, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn 25cm. Cũng do nước lũ lên tới gần mặt cầu Trương Dương nên sáng ngày 10 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo hạn chế xe qua cầu Trương Dương, cụ thể hướng từ Hoàn Kiếm đi Long Biên, cấm xe khách, xe hợp đồng, ô tô du lịch trên 9 chỗ, cấm ô tô tải trên 0,5 tấn, xe buýt được chạy bình thường. Hướng từ Long Biên đi Hoàn Kiếm, cấm xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải trên 0,5 tấn, xe buýt thì được qua cầu. Những loại xe mà không được qua cầu Trương Dương thì lưu ý lưu thông theo các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Hiện nhiều tỉnh thành đang ngập trong nước lũ như là Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang khiến cuộc sống và tài sản của người dân bị đe dọa. Cầu mong tất cả sẽ mạnh mẽ vượt qua và an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày.